quý vị đang thưởng thức phiên bản hình ảnh chất lượng 4K. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức của tuổi trẻ yêu nước quốc nội. Sự. Mỗi ngày cứ mỗi người Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác. Bức tuân dân sự là cách đánh gục chế độ tồi tàn và ác độc một cách an toàn và dễ dàng nhất. Không mua vé số, giảm tối đa thuốc lá, rượu bia vì tiền thuế và phí khủng khiếp với lượng tiêu thụ. Không mua những thứ đắt tiền, xe cộ, máy móc, hàng mỹ phẩm, hàng trang sức vì đây là những thứ hút thuế khủng khiếp. Không mua sách báo lề đảng. Không xem truyền hình vì đây là công cụ tuyên truyền và bán quảng cáo. Không mua vé tham dự các loại show diễn thời trang, ca nhạc, hoa hậu vì nhảm nhí và tốn tiền. Tránh chạy xe khi nào có thể mà chỉ di chuyển bằng xe đạp hoặc xe bus. Đóng cửa. Không mua bán hàng Trung Quốc bằng mọi giá, nghỉ làm công nhân về quê sinh sống để tránh thức ăn độc hại và bị bóc lột. Nông dân không canh tác nhiều và rộng nữa để tránh vướng nợ vì bán không được, không có tiền trả cho ngân hàng. Gia đình nếu có thể dạy cho con cháu thì không gửi con cháu đến trường nữa, tự trồng rau sạch và mở rộng kết nối mua bán thực phẩm sạch trong và ngoài nội thành. Còn người Việt Nam hải ngoại thì không gửi tiền về giúp nghèo mà chỉ giúp ngặt khi tuyệt đối cần. Không về Việt Nam ăn chơi, tiêu xài. Không hợp tác với các tổ chức kinh tài của Cộng sản. Bức tuân dân sự. Hãy thức tâm cách của bạn và hãy phóng khoáng cái nét bức tuân dân sự theo cái cách của mình. Cho những cái con đường bạn đang dọn sẵn trên những cái bước chân tương lai khi nhìn về hiện thực Việt Nam. Một lần nữa, Trường Vũ Anh Bình xin mến chào quý cô chú bác anh chị từ quốc nội ra tới hải ngoại. Đang song hành cùng với bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News ngày 9 tháng 8 2019. Xin chào quý vị. Vâng, bản tin đầu ngày từ trang kênh Tuổi Trẻ Yêu Nước News hôm nay xin được cập nhật. Facebooker Phạm Hiền đã bị an ninh thành phố Rạch Giá, Kiên Giang bắt về phường làm việc. Họ đã tịch thu của ông CPU cũng như là điện thoại di động bởi vì ông đã có một số bài viết nói về cái quan điểm cá nhân của mình đối với nhà cầm quyền Cộng sản. Facebooker Phạm Hiền là cậu ruột của nữ hoàng đánh bốt Phương Ngô. Theo Phương Ngô thì cô cho rằng thiết nghĩ gần 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại đi sợ một ông già 73 tuổi. Thì thử hỏi làm sao mà họ có thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo quê hương mình. Tiếp theo đây là tin về cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch. Chắc chắn rằng trong chúng ta ít biết về tù nhân lương tâm này. Một lần nữa thì trang kênh Tuổi Trẻ Yêu Nước mến mời quý cô chú bác anh chị cùng song hành với tác giả Lê Trung Hiếu và một số người bạn của cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch khi nói về anh. Xin mời quý vị thăm đôi uyên ương nhà thơ cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch từ nguồn tác giả Nguyễn Nga. Nhân chuyến đi về thăm quê nội của chồng ở huyện Diễn Châu, Nghệ An, chúng tôi ghé thăm nhà thơ Trần Đức Thạch. Hai vợ chồng anh đón chúng tôi ngoài cổng làng bằng hai xe máy. Đi về đến nhà anh, buổi chiều tối lúc ngồi ăn cơm, vợ anh tâm sự. Chúng em được gặp nhau, nên duyên vợ chồng là em đi họp phụ huynh cho con em. Tôi ngắm gian nhà của anh rất mừng cho anh. Theo suy nghĩ của tôi, đây là bến neo đậu cuối cùng của cuộc đời anh. Từ ngày anh về gian nhà nhỏ này, có bàn tay của người đàn ông, anh làm thêm cho chị hàng rào sắt, thêm một gian bếp trông rất ấm cúng, gọn gàng. Không lo kẻ trộm đột nhập vào nhà. Trước đây, trộm vào nhà lấy đi của anh cái đầu CPU. Anh như người bẻ gãy đôi tay. Tuổi đã già, không thể viết lách bằng máy di động được. Anh cũng thật đào hoa, gặp được chị, người vợ trẻ trung, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tính tình đầm thắm. Đồng cảm với con đường đi của anh, từ nay anh đã có hậu phương. Có gì xảy ra với anh? Anh không phải tù mồ côi như lần trước nữa. Anh ứa hai hàng nước mắt nói với chúng tôi. Công việc của vợ chồng anh trồng rau. 2 giờ đêm thức dậy nhặt chọn rau để đưa đi giao cho các nhà hàng. Chúng tôi tặng anh một áo rét đẹp, một cân giò Hải Phòng. Anh cảm động nói.
cuộc thăm viếng của vợ chồng tôi rất có giá trị tinh thần với anh, vì từ khi đi tù về chưa ai đến thăm anh một lần, cũng bởi lẽ quê anh quá xa xôi chăng. Từ Facebook Lê Trung Hiếu, bài thơ của một cựu lính trinh sát Bắc Việt, anh là Trần Đức Thạch, hiện đang sinh sống tại Nghệ An. Sau năm 1975, anh chợt nhận ra tình yêu quê hương đất nước của mình, cũng như hàng triệu thanh niên miền Bắc lúc đó, đều bị lừa dối bởi chủ thuyết mà người Cộng sản rêu rao. Anh đã rời quân ngũ và quay về với cuộc sống thường nhật, nơi vùng quê đầy khó khăn của mình. Với nhiều bài thơ phản tỉnh được đăng trên các diễn đàn, báo chí ở hải ngoại, anh đã bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 5 năm tù và 3 năm quản chế, cùng với nhiều sách nhiễu sau đó. Xin copy một trong những bài thơ mới nhất của anh để mọi người cảm được nỗi lòng của một con người thiết tha với quê hương đất nước như nào. Hận, khi tôi mới học vỡ lòng, biết tổ quốc mình là tấm bản đồ hình chữ S, phía Tây là rừng, phía Đông là biển, biển bạc và rừng vàng, tài nguyên phong phú. Tôi được ru ngủ trong giai điệu tình yêu và đau lòng khi biết một điều, tổ quốc tôi bị chia cắt. Tôi sinh ra ở miền Bắc, không hiểu sao người ta ai vua nhau ghét người giàu. Của họ bị cướp rồi, bị giết đến đâu, tôi chẳng hiểu gì về phú nông địa chủ. Nước giàu mà người dân lam lũ, tôi lớn lên nhờ những bát cháo rau, để cầm hơi mọi người nhìn nhau, đáy nồi nhẵn nhụi. Làng xóm dập dìn đêm ngày họp hội, hè nhau phá đền phá chùa, thấy chưa ăn thua, người ta thi nhau đào mộ cốt mã tổ tiên cho vào hợp tác. Tôi sinh ra ở miền Bắc, không hình dung ra được giặc thế nào. Người ta hô hào phải căm thù giặc, người ta dạy tôi là người miền Bắc phải biết yêu thương đồng bào miền Nam. Bà con ruột thịt đang lầm than dưới gót giày của mỹ diệm, những người con nông dân thật thà như đếm, mặc áo lính vai khoác súng lên đường, hồn nhiên tin là đi bảo vệ tổ quốc quê hương, đánh đuổi quân xâm lược thống nhất đất nước. Mới ngớ ra quân ta đánh dân mình, miền Nam giàu và dân sống văn minh, không đói khát vật vờ như dân miền Bắc. Hận ngút trời, đứa nào lừa tôi, coi dân mình là giặc. Bài thơ của tác giả, cụ tù nhân lương tâm, Trần Đức Thạch. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, mấy ngày gần đây thì cộng đồng mạng của chúng ta luôn xôn xao về cái chết oan uổng của cậu bé 6 tuổi vì bị bỏ quên trên xe ô tô. Một sự thật nhức nhối cho cái xã hội ngày hôm nay xảy ra tại Việt Nam. Hình thức vô tắc trách của những ai đang quản lý cậu, và còn đau đớn hơn là sự định hướng dư luận từ báo Lề Đảng. Như hôm nay thì trang tin VN Express lại đăng một cái status rất đổi là bình thường của họ, cho rằng 38 trẻ em Mỹ chết vì bị bỏ quên trên xe ô tô mỗi năm. Thực sự mà nói, họ cho đó là một cái điều rất là bình thường, ở xã hội nào cũng xảy ra cả, chứ không riêng gì Việt Nam. Đây là một cái hình thức để cho chúng ta quên đi chúng ta đang bước dừng đến cái hiểm họa diệt vong. Thực sự, nói về diệt vong thì chắc chắn mấy ngày nay cộng đồng mạng của chúng ta luôn xôn xao về cái bãi tư chính mà Tàu Cộng đang hoành hành. Dù rằng cái bản tin hôm nay lại đưa 20:36 ngày 7 tháng 8 2019, thì tàu thăm dò địa chất Haichang DG-8 của Trung Cộng đã rời khỏi bãi tư chính và ra khỏi cái thềm lục địa của Việt Nam. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cái mưu đồ xâm chiếm biển đảo cũng như là lãnh thổ Việt Nam từ phía Trung Cộng sẽ không nguôi trong cái tư duy của những người đang cầm quyền tại Trung Quốc. Một lần nữa, Trường Vũ Anh Bình xin mến mời quý cô chú bác anh chị điểm qua bản tin về bãi tư chính. Xin mời. Mưu đồ thâm độc của Trung Quốc khi gây hấn ngoài khơi bãi tư chính là gì? Chiến lược một vành đai một con đường của Trung Quốc sẽ không đi qua eo biển Malacca như Trung Quốc đã vẽ, bởi thực tế các siêu dự án thuê đất từ 99 năm lại được triển khai theo hướng vào vịnh Thái Lan và sẽ mở kênh đào ra qua Ấn Độ Dương. Bãi tư chính là hàng rào chặn đường vào vịnh Thái Lan từ hướng đông bắc, kiểm soát luôn cả đường hàng hải đi xuống eo biển Malacca. Trung Quốc muốn mở tuyến đường biển mới vào vịnh Thái Lan qua kênh đào Kra thì phải đi qua bãi tư chính. Nhưng thêm lục địa của chính quyền Việt Nam và vùng đặc quyền kinh tế theo Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS
công nhận bãi Tư Chính hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Phán quyết của Tòa án quốc tế năm 2016 không công nhận bất cứ thực thể nào ở Biển Đông có vùng đặc quyền kinh tế, bác bỏ đòi hỏi về đường lưỡi bò của Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc muốn biến vùng bãi Tư Chính nơi hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam thành một vùng tranh chấp, dùng các lực lượng bán quân sự để ép Việt Nam ra khỏi bãi Tư Chính, chiến lược tạo vùng xám. Với những siêu dự án đã triển khai ở Campuchia, Trung Quốc muốn mở đường qua bãi Tư Chính vào kiểm soát toàn bộ vịnh Thái Lan, bảo đảm lợi ích lâu dài trước khi mở được kênh Kra qua Ấn Độ Dương. Hiện, Trung Quốc đã thuê 40.000 hectare ở khu vực Koh Kong, gần ngã ba biên giới Thái Lan-Campuchia, sử dụng một phần quân cảng Krem để kiểm soát vịnh Thái Lan và bảo vệ tuyến hàng hải mới. Trung Quốc biết rằng nếu Mỹ đóng eo biển Malacca, Biển Đông cũng như cái ao tù, ba nền kinh tế lớn nhất Đông Á sẽ gặp khó khăn suy sụp. Trung Quốc dù có điên cuồng trong Biển Đông cũng không gỡ được. Trung Quốc không muốn đối đầu với Mỹ ở khu vực eo biển Malacca nên tạo sẵn một vùng kiểm soát mới ở vịnh Thái Lan và Ấn Độ nhằm mở đường hàng hải mới qua kênh Đào ra sang Ấn Độ Dương, ba nước Đông Dương bị Trung Quốc tìm mọi cách thao túng cho nước cờ này. Mở được kênh Kra, Trung Quốc ngắn được 2 ngày hải trình và thoát được sự kiểm soát của Mỹ ở eo biển Malacca. Đường hàng hải mới nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc sẽ làm giảm lưu lượng tàu biển qua eo biển Malacca, đặt vị trí của Phú Quốc như Singapore. Âm mưu biến Phú Quốc thành đặc khu với thời hạn cho thuê đất lên 99 năm cũng nhằm phục vụ cho mưu đồ của Trung Quốc. Hiện nay, tuy chưa có luật đặc khu, nhưng các dự án cho thuê đất lâu dài ở Trung Quốc cũng có nguy cơ bị thâu tóm từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Nếu để mất bãi Tư Chính thì Việt Nam bị vây trọn trong tay Trung Quốc, mất đi những lợi thế địa chính trị vô cùng quan trọng. Hãy nối những ngôi sao màu đỏ trong hình lại với nhau, đó là những siêu dự án Trung Quốc và triển khai với thời hạn thuê đất lên tới 99 năm để thấy chiến lược vành đai con đường thực sự đi hướng nào. Khởi đầu, Trung Quốc vẽ tuyến vành đai con người đường đi qua eo biển Malacca và triển khai những siêu dự án ngôi sao xa xôi trước như Djibouti, Pakistan, Sri Lanka, Miami làm cho Việt Nam an tâm. Sau đó, Trung Quốc đã âm thầm bí mật ký kết thuê một phần quân cảng Krem, xây dựng một sân bay cách đó 64 km. Cho đến khi báo chí Mỹ lên tiếng, ngôi sao quân cảng Krem cuối cùng cũng lộ diện, Việt Nam mới biết đã vào bẫy. Tàu Hayen DH-8 khảo sát thêm lục địa của Việt Nam, không chỉ tìm dầu khí mà còn mở đường hàng hải mới. Bãi Tư Chính đang thực sự nguy hiểm. Hai chữ đồng bào là gì? Thực sự mà nói, theo quan điểm của Trương Vũ Anh Binh, thì đồng bào cũng có thể hiểu sâu xa là chúng ta luôn tương thân, tương ái, dường nhau qua những cái giai đoạn khó khăn nhất, thì đó cũng thuộc nằm trong cái ý nghĩa của đồng bào. Chính vì thế mà những sản phẩm quảng cáo trên gian hàng Tuổi Trẻ Yêu Nước News cũng là một dịp để chúng ta tương thân, tương ái, cùng dìu nhau qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Chính vì vậy, một lần nữa, Trần Vũ Anh Bình xin mến mời quý cô chú bác anh chị ghé thăm gian hàng Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Xin mời quý vị dành chút ít thời gian cho thời lượng quảng cáo. Với hương vị đậm chất vùng miền cao nguyên, cà phê Robusta Amarin sẽ dẫn bạn đến với sự đam mê trong cuộc sống. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Huỳnh Thục Vi. Hải sản biển sạch tươi ngon từ cô tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Quý vị hãy nhấc máy kết nối với chị để có được một bữa ăn với gia đình hợp túi tiền và tốt cho sức khỏe. Chàng là một nghệ sĩ hát rong thích chụp hình up lên Facebook câu like. Nàng là một phụ nữ thuần túy Việt chuyên buôn bán cam hữu cơ. Quý vị hãy nhanh tay kết nối với đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Kim Ninh và Phạm Quốc Bảo để có được những ly cam bổ sung đề kháng và các khoáng chất cho cơ thể. Thực phẩm Việt mang hương vị ba miền từ Facebooker Nguyễn Hoàng Vi là địa chỉ không thể thiếu của mỗi gia đình chúng ta. Khi quý vị cần có một bữa ăn hợp khẩu vị và vừa túi tiền, xin liên hệ ngay với Facebooker Nguyễn Hoàng Vi. Những món ăn dân dã đặc sản vùng miền Tây Nam Bộ từ cô Nguyễn Thị Kim Liên đã có mặt từ quốc nội ra tới hải ngoại.
xin quý vị đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với cô để có được những sản phẩm đặc sản vùng miền và thực hợp vệ sinh. Cà phê quyện với hương vị mật ong, đó là nét riêng của Light Cafe. Xin hân hạnh được phục vụ quý anh chị từ quốc nội đến hải ngoại. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Light Nguyễn. Mùa trung thu đã về là lúc chúng ta thấy được lời yêu thương, lòng chia sẻ, nơi tình lớn ái được lan tỏa. Kính mong quý vị kết nối với Facebooker Phạm Uyên và luật sư Nguyễn Văn Miến để chúng ta tận hưởng niềm hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè khắp mọi nơi. Chill Cafe Book Garden và Chill Homestay là một địa chỉ để bạn lưu lại khoảnh khắc với bạn bè mình. Các bạn hãy đến tham quan để tận hưởng sự phục vụ từ Chill Coffee. Fresh Bakery, em ngọt ngào, là loại bánh đậm đà chất lượng cũng như hương vị. Xin quý vị liên hệ với Facebooker Huỳnh Phương Ngọc để có được những sản phẩm thật ưng ý và hợp vệ sinh. Quỳnh Như Bakery xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các loại bánh tay luôn có mặt trong những buổi tiệc liên hoan sinh nhật, họp mặt bạn bè và gia đình. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Đinh Quỳnh Như để quý vị có được những sản phẩm thật ưng ý và hợp túi tiền. Nếu các bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình với chi phí không đồng, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hộp thư bản tin tuổi trẻ yêu nước a@protonmail.com. Vâng, cảm ơn quý cô chú bác anh chị đã bớt chút ít thời gian để ghé thăm gian hàng từ trang kênh Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Một lần nữa, xin quý vị trở lại với bản tin ngày hôm nay qua sự cập nhật của RFA đến diễn biến biểu tình tại Hồng Kông. Xin mời quý vị. Cho đến nay thì hiện trạng biểu tình ở Hồng Kông vẫn đang căng thẳng. Theo nguồn RFA, hàng trăm xe bus của cảnh sát bị đoàn biểu tình chặn lại, sẽ có đổ máu. Hơn 12.000 cảnh sát Trung Cộng được tập hợp tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông hôm thứ Ba, ngày 6 tây tháng 8, để tiến hành cuộc diễn tập, trong đó có các biện pháp chống bạo loạn tương tự như những gì xảy ra trên đường phố Hồng Kông. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin trong cùng ngày. Vâng, thưa quý cô chú bác anh chị, dù rằng có cái thông tin là tàu thăm dò địa chất Hai Challenge 8 đã rời khỏi bãi tư chính cũng như là khỏi cái thềm lục địa của Việt Nam, nhưng cái hiểm họa trở lại và bành trướng hơn nữa từ phía Trung Cộng thì chắc chắn nó sẽ hiển hiện trong ngày mai mà thôi. Chính vì thế mà sự nhập cuộc trở lại của khối NATO tại khu vực Thái Bình Dương một lần nữa thì Trường Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị điểm qua bản tin của Reuters viết về hiện trạng của NATO nhập trận tại khu vực Thái Bình Dương ra sao. Xin mời quý vị. Theo nguồn Reuters, bài viết từ tác giả Lâm Nguyên 79 tại Mainz, NATO nhập cuộc vì Hoa Kỳ cảnh báo và kêu gọi NATO phải có thái độ thích hợp trước mối đe dọa và hành vi xâm lấn của Trung Cộng ở Biển Đông nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung. NATO, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, đã đáp lời. NATO là một liên minh chống cộng có địa bàn hoạt động ở châu Âu, về sau nới rộng qua Trung Đông và Afghanistan để giúp Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Hôm thứ Tư, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời với báo chí ở thủ đô Sydney của Australia, không phải NATO sẽ di chuyển qua Thái Bình Dương, nhưng NATO sẽ đối phó vì Trung Quốc đã tiến công đến gần chúng tôi. NATO sẽ hợp tác mật thiết với các đồng minh trong khu vực là Australia, New Zealand, Nhật Bản, Nam Hàn. Ngoài ra, NATO sẽ tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực, Phi Châu và không gian điện toán. Cũng trong dịp này, thay quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper đã cho báo chí ở Sydney biết Trung Cộng đã gây xáo trộn vùng châu Á-Thái Bình Dương qua các hoạt động quân sự, cướp bóc kinh tế và ăn cắp sở hữu trí tuệ. Chúng tôi, Hoa Kỳ, muốn bố trí hỏa tiễn liên lục địa ở khu vực này. Trung Quốc dậy nảy như đĩa đớp phải vôi và đe dọa sẽ trả đũa nếu Hoa Kỳ đặt hỏa tiễn IRBM ở cửa ngõ của họ, nhưng cũng phân trần, chúng tôi đâu có đe dọa ai đâu. Trung Cộng là một khách sộp với nền giao thương của Australia, Úc đại lợi, nhưng mối quan hệ kinh tế nồng ấm này đã trở nên lạnh nhạt trong những năm gần đây. Hiện nay, các công ty Úc vẫn bị cấm hợp tác kinh doanh với kỹ thuật 5G của công ty Huawei, một quyết định rất sáng suốt. Ngân sách của NATO hiện nay đã tăng thêm 100 tỷ đô la một năm. Nhiều thành viên NATO sẽ có đồ chơi xịn, máy bay tàng hình F-35. Đó là nhờ công sĩ vả chửi bới của lão Trump. NATO đến châu Á, Thái Bình Dương
Đây là thêm một cơ hội để Việt Nam thoát Trung. Kính thưa quý cô chú bác anh chị, hôm nay Trần Vũ Anh Bình vẫn còn đứng đây để dẫn đưa quý vị qua những bản tin từ trang kênh Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Đó là niềm hạnh phúc cũng như là cái duyên lớn nhất của Trần Vũ Anh Bình đối với quý cô chú bác anh chị. Nói sâu xa hơn là khi chúng ta gặp nhau đây, đó là cái duyên phận từ trời. Chính vì thế mà ngày nào nhà cầm quyền cộng sản vẫn chưa rời gáy Bình, cũng như là ngày nào Bình vẫn chưa được nhận cái án tù thứ hai, thì chắc chắn rằng tình cảm này, lòng trân quý này dành trọn cho quý vị, cho những ai quan tâm, theo dõi và luôn đồng hành với trang kênh Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Chính vì cái sự đàn áp từ phía nhà cầm quyền cộng sản dành cho người dân Việt Nam, vì vậy mà Mỹ lại luôn có những cái thái độ dẫn dưng khi mà khu vực Biển Đông luôn có cái sự bành trướng của Trung Cộng. Chính vì thế, một lần nữa, Trần Vũ Anh Bình mến mời quý cô chú bác anh chị điểm qua trang tin từ Voa viết về cái tính cách của Mỹ khi nhìn về khu vực Biển Đông. Một lần nữa xin mời quý vị. Nguồn từ Voa, bãi tư chính đừng hy vọng Hoa Kỳ can thiệp. Cho tới thời điểm này, Mỹ là nước duy nhất lên tiếng chỉ trích Trung Cộng bắt nạt Việt Cộng về hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông hôm 19 tháng 7, trong lúc Việt Cộng đang vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong vụ đối đầu với Bắc Kinh ở bãi tư chính trên Biển Đông, thì giáo sư Carter của Học viện Quốc phòng Úc nhận định rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào vụ tranh chấp này. Theo giải thích của giáo sư Carter, ngoài các đồng minh của Mỹ trong khu vực như là Thái Lan, Philippines, thì Mỹ sẽ không hành động để can thiệp cho những quốc gia nào khác. Và tiếp theo là sự cập nhật của Facebooker Võ Khánh Tuyên phản ánh về sự không an toàn cho học sinh tại khu vực thành phố Quảng Trị. Những hình ảnh này đã được phụ huynh chụp tại trường Trưng Vương School, số 248 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điều đáng nói là học sinh đứng chờ bố mẹ đến đón ngay dưới chân công trình đang xây dựng của trường mà không hề được che chắn để bảo vệ an toàn cho học sinh cùng thầy cô và cha mẹ học sinh khi đến đón con. Những hình ảnh này, bạn sẽ nghĩ gì? Những người có trách nhiệm của trường quá coi thường sự an toàn cho học sinh của trường. Nếu có điều gì không may xảy ra, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm hay lại đùn đẩy và nhờ cậy mối quan hệ? Chú ý! Phụ huynh chụp ảnh này đưa lên trang cá nhân đã chịu chửi rủa xúc phạm và phải xóa hết thông tin. Vâng, bản tin hôm nay của chúng ta là sắp hết rồi. Một lần nữa, để thay lời cảm ơn chân thành nhất từ Tuổi Trẻ Nước News, xin quý vị thưởng thức một nhạc phẩm do Trần Vũ Anh Bình sáng tác. Đó là một món quà dành tặng cho những ai đang song hành cùng với bản tin ngày hôm nay. Một lần nữa, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai nếu chúng ta có duyên. Bước 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 qua ngục tù ta, bước bước qua đường đi gian nguy, này bản thân hỡi, nhịp bước tới bạn bên tôi, tình quê ơi sánh bước thôi. Bước 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 qua ngục tù ta, bước tháng năm dài không lo chi, cùng nhịp chân đi vượt thăng lưu vượt trong gai, tình quê luôn vác trên vai ta nhịp bước chân. Bạn cùng tôi lên đường vượt hiệp nguy gió sương, tình quê hương đón đưa ta bước chân qua những phong ba. Bước 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 qua ngục tù ta, bước tin chân bạn luôn bên tôi, ngại gì đêm tối này chiêng hú cùng gông kia là chi đâu giữa quê hương. Ngục tù ta bước mau sau ngày ta ghi tên đường về quê hương, bạn bên tôi dìu đưa tôi vượt qua mau với nỗi đau của người Việt Nam.
ta bước bước qua đường đi gian nguy. Này bạn thân hỡi, nhịp bước tới bằng bên tôi, tình quê ơi sánh bước thôi. Bước 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 qua ngục tù ta bước, tháng năm dài không lo chi, cùng nhịp chân đi vượt thăng lưu vượt trắng gai, tình quê luôn vác trên vai ta nhịp bước chân. Bạn cùng tôi lên đường vương nghiệp nguy gió sương, tình quê hương đón đưa ta bước chân qua những phong ba. Chân bạn luôn bên tôi, ngại gì đến tôi. Này chiếc hú cùng gông kia là chi đâu giữa quê hương. Bước 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 qua ngục tù ta bước, mong sương này ta ghi tên đường về quê hương. Bạn bên tôi dìu đưa tôi vượt qua mau với nỗi đau của người Việt Nam. Bạn cùng tôi lên đường vương hiệp nguy gió sương.